Huấn luyện viên Chausseur, tôi phải giúp U23 Việt Nam vượt ngưỡng, vươn tầm châu Á. Huấn luyện viên Philippe Chausseur khẳng định U23 Việt Nam phải tiếp tục vươn lên từ vị trí số 1 Đông Nam Á. U23 Việt Nam đã có vị thế số 1 Đông Nam Á, nhưng tôi tới đây không phải chỉ giữ vững vị trí này mà còn phải giúp các cầu thủ vượt ngưỡng và có sự bứt phá tốt hơn vươn tầm ra châu lục. Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Philippe Chausseur nói trong buổi họp báo trước vòng loại U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam tham dự giải đấu với nhiều cầu thủ trong đội hình vô địch U23 Đông Nam Á. Với lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Chausseur được đánh giá mạnh nhất bằng những nhà cầm quân người Pháp vẫn thận trọng. U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bằng nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế trên sân, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại và toàn đội đang nóng lòng hướng đến trận đấu ngày mai, ông Chausseur nói. Tại vòng loại U23 châu Á 2023, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Guam. Trong số này, U23 Yemen là đối thủ khó khăn nhất với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chausseur. Huấn luyện viên Chausseur tin rằng U23 Việt Nam có lợi thế khi được chơi trên sân nhà. Ngoài ra, ông và các học trò làm việc với nhau qua các đợt tập trung từ đầu năm cũng như giai đoạn trước đây ở U19 Việt Nam. Các cầu thủ thấm nhuần yêu cầu của tôi và đó là lợi thế. Giải đấu này là thử thách, trông gai vì đây là giải đấu hướng đến là vòng chung kết và xuất dự Olympic 2024. Ngoài ra, các cầu thủ nỗ lực cạnh tranh xuất tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10, ông Chausseur nói thêm. Chúng ta cần hiểu rằng tập luyện chỉ là tập luyện và triết lý đôi khi cũng chỉ là lời nói. Kết quả chỉ được thể hiện qua những gì thi đấu trên sân. Cầu thủ thi đấu càng nhiều sẽ càng tích lũy được kinh nghiệm. Từ sự thể hiện của cầu thủ trên sân, ban huấn luyện mới có thể đưa ra những sự điều chỉnh phù hợp. Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đã hiểu và nắm bắt được yêu cầu một cách cơ bản. Khi bước vào giải đấu chính thức, mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, cách tiếp cận trận đấu đều khác nhau và cần chuẩn bị đội hình khác nhau. Vòng loại U23 châu Á tổ chức ở Phú Thọ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang tập luyện tại sân bóng đào tạo trẻ. VFF chỉ không đóng quân ở Việt Trì, gần địa điểm thi đấu như phương án thường được sử dụng trước đây mỗi khi các đội tuyển quốc gia thi đấu ở địa phương này. Huấn luyện viên Chausseur cho rằng việc này không ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của đội. Việc di chuyển chỉ mất một tiếng. Hiện tôi đang nắm cả đội tuyển quốc gia và U23 nên tôi đặt bàn doanh hai đội ở liên đoàn. Thứ nhất, điều kiện sân bãi tập luyện ở đó rất tốt. Thứ hai, tôi muốn các cầu thủ duy trì không gian tập luyện quen thuộc, giống như môi trường ở câu lạc bộ vậy. Trước đây tôi làm việc ở PVF hay các câu lạc bộ cũng thế. Từ Hà Nội lên Việt Trì có cao tốc và xe cộ tốt nên tôi không lo lắng. Quan trọng là các cầu thủ cảm thấy thoải mái và không bị bó buộc vì đóng quân ở một chỗ, huấn luyện viên Chausseur chia sẻ. U23 Việt Nam ra quân ngày mai 6 tháng 9 gặp đội tuyển U23 Guam. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ trên sân vận động Việt Trì. Huấn luyện viên Chausseur chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại giải U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Philippe Chausseur đưa ra quyết định về việc lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của U23 Việt Nam tham gia thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2024. Theo đó, nhóm các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Philippe Chausseur trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024 gồm Huỳnh Thế Hiếu, Nguyễn Minh Quang, Phạm Đình Duy, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đến, Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải. Trong số các cầu thủ nói trên, nhóm 4 cầu thủ gồm Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải được huấn luyện viên Philippe Chausseur giữ lại và điều chuyển sang tập luyện cùng tuyển Việt Nam. Hiện đang tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Palestine dịp FIFA đầu tháng 9. Trong khi đó, một số cầu thủ như Nguyễn Minh Quang, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến nằm trong lực lượng của tuyển Olympic Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7 tháng 9 tới để chuẩn bị cho ASEAN 19. Theo kế hoạch, chiều nay, 5 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U20. 3. Guam tại bảng C, vòng loại U23 châu Á 2024. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 6 tháng 9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó, lúc 16 giờ sẽ là trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Yemen. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng và chia làm 11 bảng đấu, 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. Tại vòng chung kết, 3 đội đạt thành tích cao nhất sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic 2024 tại Paris, Pháp. Đội xếp thứ tư sẽ đá play-off tranh suất đến Paris với đại diện của bóng đá châu Phi là Guinea. Huấn luyện viên Chausseur, nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy cầu thủ vượt ngưỡng, bứt phá ở tầm châu lục. Trước khi bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 khởi tranh tại Việt Trì, Phú Thọ,
Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã có những chia sẻ về mục tiêu cũng như cách thức chuẩn bị của U23 Việt Nam. Như ông nói, nhiệm vụ không chỉ là giữ vững vị thế của Việt Nam ở khu vực mà còn vượt ngưỡng, tiến xa ở những đấu trường châu lục và thế giới. Với sự thận trọng vốn có, huấn luyện viên Philippe Chaussier nói rằng là chủ nhà, U23 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất, nhưng đây chỉ là trên lý thuyết. Theo ông, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mặc dù vậy, mục tiêu của U23 Việt Nam chỉ có một, đó là vượt qua vòng loại. Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ bắt đầu tập trung từ ngày 23 tháng 8 khiến nhiều người lo ngại thời gian tập luyện quá ít. Chiến lược gia người Pháp không nghĩ vậy. Thực tế là quá trình chuẩn bị đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 khi tôi lần đầu tiếp quản đội bóng, ông chia sẻ trong cuộc họp báo sáng 5 tháng 9. Từ đó đến nay tôi làm việc với khoảng 70 cầu thủ, trải qua nhiều giải đấu và nhiều đợt tập trung. Thế nên tôi nghĩ rằng chúng tôi có sự chuẩn bị trong vòng 6 tháng, không phải chỉ một tuần. Chưa kể tôi và nhiều cầu thủ thế hệ hiện tại đã làm việc cùng nhau từ 5 năm trước khi họ mới chỉ 17, 18 tuổi. Đó là thời gian đủ dài để các cầu thủ thấm nhuần những yêu cầu mà tôi đưa ra. Về cơ bản, cầu thủ hiện tại đã hiểu những gì tôi mong muốn. Huấn luyện viên Chaussier cũng cho rằng khoảng cách di chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ không phải vấn đề. Ông nói, từ Hà Nội đến Việt Trì chỉ mất 1 tiếng di chuyển trên đường cao tốc và phương tiện vận chuyển tốt của liên đoàn. Các bạn đã biết trong tháng 9 này tôi quản lý cả hai đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Vậy nên tôi quyết định tập trung cả hai đội tại liên đoàn nhằm tận dụng cơ sở vật chất ở đây. Tôi cũng muốn duy trì sự riêng tư cho các cầu thủ, muốn họ có một không gian sinh hoạt quen thuộc và khoảng thời gian thoải mái giữa các trận đấu. Về phương pháp cũng như triết lý, chiến lược gia người Pháp chia sẻ, chúng ta đều hiểu tập luyện chỉ là tập luyện và triết lý cũng chỉ là lời nói. Tất cả thể hiện thông qua trình diễn trên sân. Tôi tin các cầu thủ càng thi đấu càng tích lũy kinh nghiệm và trở nên tốt hơn. Ngoài ra ban huấn luyện cũng tiếp tục điều chỉnh qua thực tế sân cỏ, sau đó đưa ra cách tiếp cận, sắp xếp nhân sự tùy thuộc vào đối thủ, tính chất trận đấu. Ông tuyên bố, nhiệm vụ của tôi không chỉ là giữ vững vị thế của Việt Nam ở sân chơi khu vực mà còn thúc đẩy các cầu thủ vượt ngưỡng, tiến xa ở những đấu trường châu lục và thế giới. Trước mắt là thử thách chông gai nhưng rất thú vị. Tôi tin các cầu thủ sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, bởi ngoài mục tiêu ở cấp độ U23 họ còn hy vọng có chỗ đứng ở đội hình đội tuyển quốc gia. Khi chúng ta sẽ bước vào hành trình vòng loại World Cup vào tháng 10 tới, bảng C diễn ra ở tỉnh Phú Thọ có sự tham dự của chủ nhà U23 Việt Nam, Guam, Yemen và Singapore. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Chaussier sẽ lần lượt chạm trán U23 Guam ngày 6 tháng 9, Yemen 9 tháng 9 và cuối cùng là U23 Singapore ngày 12 tháng 9, tất cả đều vào khung giờ 19 giờ. AFC khích lệ U23 Việt Nam trước vòng loại giải châu Á. Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2024, trang chủ AFC đã nhắc lại chiến tích giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam. Giải U23 châu Á 2018 chứng kiến nhà vô địch Nhật Bản bị loại sớm ở tứ kết và sự trỗi dậy của U23. Uzbekistan cùng U23 Việt Nam, hai đội vào trận chung kết. Cả hai đều vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhì. U23 Uzbekistan đạt phong độ ấn tượng tại giai đoạn loại trực tiếp khi thắng Nhật Bản 4-0 và vượt qua Hàn Quốc 4-1. Chặng đường của U23 Việt Nam khó khăn hơn với hai chiến thắng trong loạt đá luân lưu trước Iraq và Qatar, trang chủ AFC viết. Trong trận chung kết, Rustam Zin Ersematov mở tỷ số cho U23 Uzbekistan. Nhưng sau đó, Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam bằng siêu phẩm đá phạt. Những phút cuối hiệp phụ thứ hai, Andriy Sidorov đã lập công để ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Uzbekistan. Dù không thể giành chức vô địch, nhưng chiến tích vào đến trận chung kết giải U23 châu Á 2010 tám là dấu ấn đậm nét nhất của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục. Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Singapore, U23 Guam và U23 Yemen và được thi đấu trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Với một bảng đấu vừa tầm, đoàn quân áo đỏ quyết tâm giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo lịch thi đấu, cả 3 trận đấu của đội chủ nhà đều diễn ra ở khung giờ đẹp 19 giờ. Ngày 6 tháng 9, U23 Việt Nam đấu trận mở màn với U23 Guam, sau đó lần lượt chạm trán U23 Yemen ngày 9 tháng 9, U23 Singapore ngày 12 tháng 9. Toàn bộ các trận đấu ở bảng C, vòng loại giải U23 châu Á 2024 với sự tham dự của U23 Việt Nam sẽ được trực tiếp trên kênh VTV5. Để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U23 châu Á 2024 và vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên Philippe Chaussier có sự hỗ trợ của trợ lý Hatem Souis người Tunisia và chuyên gia thể lực Cedric Roger Pháp. Với lợi thế sân nhà cùng việc nằm ở bảng đấu nhẹ ký, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành quyền vào vòng chung kết. Huấn luyện viên Chaussier không giấu tham vọng tại vòng loại U23 châu Á. Trả lời phỏng vấn trước vòng loại bảng C U23 châu Á, huấn luyện viên Chaussier không giấu tham vọng của mình cùng U23 Việt Nam.
Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9, tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở vòng loại bảng C giải U23 châu Á 2024 tại Phú Thọ với các đối thủ U23 Yemen, U23 Singapore, U23 Guam. Sáng nay, buổi họp báo kỹ thuật trước giải đấu đã diễn ra với đại diện cả các đội bóng. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Chausier là giành ngôi nhất bằng cùng tấm vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar. Trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo kỹ thuật, huấn luyện viên Chausier không giấu tham vọng của mình và các học trò. Cụ thể, vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam cho biết tập luyện chỉ là tập luyện mà thôi. Triết lý cũng chỉ là lời nói, kết quả là màn trình diễn trên sân của cầu thủ. Tôi tin nếu được thi đấu nhiều, các cầu thủ sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Tôi coi việc điều chỉnh thông qua từng trận đấu là công việc chính. Mỗi trận đấu sẽ khác nhau, cầu thủ khác nhau tùy theo đối thủ. Hiện chúng ta có vị thế số 1 Đông Nam Á. Tôi đến đây làm việc để giúp các cầu thủ vượt ngưỡng lên tầm khu vực và thế giới. Tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam đều diễn ra lúc 19 giờ. Do là hạt giống của vòng loại nên U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có thể xem là không quá khó. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng. Các đội chia làm 11 bảng đấu, 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. 3 đội đạt thành tích cao nhất giải U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic 2024.